Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đến với một cái server 2mc.com. Và chúng ta sẽ chơi một cái mini game, đó chính là mini game trốn tìm. Mình sẽ biến thành cái block để trốn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quit zone. Thì mình đang tìm. Đấy, và mình đã có game rồi. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một click đăng ký để ủng hộ channel của mình nhé. Thì cái map này chơi cũng khá là đơn giản, đó chính là chúng ta sẽ hóa thân thành những cái block và chúng ta sẽ trốn. Sẽ có những cái người đi tìm và chúng ta cũng có thể là người đi tìm, và nhiệm vụ của người trốn là làm sao để trốn lâu nhất có thể, và nhiệm vụ của người đi tìm là làm sao để có thể tìm được những người trốn nhanh nhất. Và một map thì mình không biết là có khoảng bao nhiêu người. Đang có 10. Nó trong đây để nè, cần là 16 người để chơi cái map này, và hiện tại là đang có 19 người trong cái đây rồi. Mình sẽ chọn cái block là crafting table. Yes. Ok, mình đã chọn là block crafting table. Wow. Để mình how to play. Đấy. Nói chung là nó cũng nói giống như mình vậy á. Đây là một cái game mà kiểu như bạn sẽ ok. Yes. Đó, các bạn có thể thấy là mình là một cái bàn chế tạo, nhưng mà người khác thấy mình là cái bàn chế tạo đó. Oh no. Ok, và mình đã quay trở lại rồi các bạn. Thì lúc nãy là mình bị disconnect, và bây giờ mình đã chọn lại rồi. Bây giờ mình đã chọn mình sẽ là cái đèn, và hiện tại là có 21 người rồi. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ mình là cái bí ngô chứ, cái đèn bí ngô chứ. Thì bây giờ mình sẽ phải đi gọi là kiếm cái chỗ để trốn mới được. Đấy, đấy, mọi người đang đi có vẻ là khá là lắc đó các bạn. Hay da. Có vẻ là khá là lắc, nhưng mà hy vọng là mình sẽ có thể vượt qua được cái thử thách này. Đấy, bạn có thể thấy cái đèn bí ngô là mình đó. Đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ đứng ở đây, quan sát, theo dõi mọi người xung quanh. No. Không biết là cái đèn bí ngô mà xuất hiện ở đây thì có ai mà coi như kiểu như là có thể tìm thấy được mình không? Hy vọng là sẽ không ai tìm thấy được mình. Wow. Hiện tại là đang có 18 người trốn. Cái ông này mới chạy qua kìa. Một trận là chúng ta sẽ có 5 phút các bạn ơi. Ok. Bây giờ mình sẽ di chuyển. Hiện tại mình đang tàng hình nè. Đấy, mình phải núp đây nè. Đấy. Con ông nhảy lên kia các bạn. Đấy, ông nhảy lên trên kia kìa. Đó, ông đi kìa. Hơi lắc một tí. Wow. Sea Killer là sao? Mình vẫn chưa hiểu lắm. Ôi, ông kia, ông kia. No. Ok, mình sẽ đứng ở đây. Đấy, làm sao biết được, đứng ngay gốc cây này rất là gọi là mình vẫn chưa hiểu lắm. Hay da. Vậy là mình là người phải đi giết hả ta? Có phải vậy không? Có phải là mình phải là hay là Ôi, no. No. Mình được respawn không ta? Khi mà mình respawn lại á là mình sẽ kiểu như là phải đi tìm block để giết các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi tìm những cái block để giết. Ok, bây giờ mình kiểu như là mình khi mà chết rồi chúng ta sẽ phải đổi file và chúng ta sẽ trở thành người đi tìm những đồ vật để giết. Beacon không phải. Hồi nãy mình nhớ là gì, cái phần này, cái beacon với lại cái tủ sách. Đâu rồi? Ai mở gì len keng vậy? Mình đi vòng vòng mình tìm coi. Nãy mình không phải. Hello. Ở đây. À. Đúng rồi các bạn ơi. Yes, mình đã giết được một ông rồi. Làm sao có thể giấu được. Mình nhớ rồi. Vậy là tí nữa mình phải nhớ những cái loại vật liệu. Đây đúng không? What? Không phải à? Ủa sao nãy mình nhớ cái ai đánh mình đúng mà ta? Ủa cái end view. Có cái end view nào khác nữa không? Không có. Ok. Chúng ta còn 30 giây. Trời ơi, còn tới 11 người luôn. Làm sao mà tìm nổi. Wow, có tới 9 cái lọ luôn các bạn ơi. Một cái đèn và một cái beacon. Dạ. Khó tìm lắm. Cái này nó kiểu rộng lắm các bạn. Tìm rất là khó. Cho nên mình nghĩ chắc là lần này mình thua rồi. Còn 10 giây chắc là không thắng nổi. Hai kill. Ôi, để mình coi coi. Game over. Mình giết được 2 mạng. GG. Ok, để chúng ta thử tiếp tục một cái game nữa coi. Để mình ra mình coi thử tiếp tục một game. Ok, bây giờ chúng ta sẽ coi những cái block nào. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cái bàn cường hóa đi. Nhưng mà mình coi lại coi cái lọ, cái gọi là dưa hấu, cái hộp nhạc, cái bàn, cái bút xeo, cục gỗ. Ok. Ok vô chưa? Mình đã chọn ok. Di chuyển. Chết rồi, cái bàn chế tạo này hơi khó trốn nha. Dạ, này dở quá, nãy mình chọn cái bàn chế tạo chi trời. Được kiếm. Trời ơi, này mà chọn mấy cái ấy thì thôi luôn á. Kiểu chọn mấy cái sao vậy? Không được à? Ok, ở đây được chưa? Ok. Mình cứ việc đứng đây thôi. Wow. Ồ, ông này chơi hay vậy? Giết được một người nè. Này thì cái lọ này. Mình là grab team table. Mình đứng đây thôi các bạn ơi. Mình nghĩ là mình đứng đây là hợp lý. Tại vì chắc chắn là mấy ông đó ông sẽ không thể nào mà kiếm ra mình được đâu. Wow. Có mấy cái này giống kiểu mấy hiệu ứng hết ta. Nhạc nữa. Wow. Ok, đứng đây. Mình làm một cái bàn đứng ngay đây là hợp lý rồi. Tại vì đó, các bạn có thể thấy là cái bàn chế tạo thì đứng ngay đây. Bên kia mà nếu mà có một cái bàn chế tạo nữa thì đẹp. Có ông nào mà chọn bàn chế tạo nữa mà đứng gần mình á là ok luôn á. Wow, bây giờ mình phải đợi. À đúng rồi, cái kiếm này dùng để tự vệ các bạn ạ, chứ không phải là dùng để đánh nhau. Cho nên ok, chúng ta cứ tự vệ thôi. Hình như là lên level là cái máu mình nó sẽ trâu hơn. Cho nên mình cố gắng đứng càng lâu càng tốt. Rồi, kiếm của cái thằng kia thì chơi cái kiếm xịn, kiếm của mình thì chơi coi cho cái kiếm gỗ. Thiệt luôn á, không hiểu luôn á. Hay da. Đợt này nãy giờ chưa thấy ai hết. Chắc win rồi các bạn ơi. Trời ơi, trời, có 9 ông luôn. Trời, mấy ông này chơi dở vậy. Đừng có chết nữa, đừng có chết, đợi tôi. Trời ơi, ui, trời, trời, con nào tới, con nào tới, con nào tới, con nào tới. Ô, ô, ổng thoát luôn rồi. Mình đang định. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Trời. Ổng hay quá vậy. Đệt, không có tin được luôn á. Nè, ông là Mirosirui nè. Ok, bây giờ còn một quả bí ngô, 2 bàn chế tạo, 2 cái lọ, 3 cục gỗ. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ở góc phải các bạn ơi. Phải cái này. Hay. Wow, hay. 2 cục gỗ. Một bàn chế tạo, 3 cái lọ, 1 cục gỗ. Cục gỗ đâu ta? 3 cái lọ lần. Hay da, không biết ở đây có không. Một cái lọ ở đây đã chết rồi. Đi vòng vòng kiếm coi. Hy vọng là có ông nào đó ở đây. Hey. Hình như nãy một cái bàn chế tạo. Không có. Đây không có. Cái này mình coi rồi, lên lầu thử coi. Ủa đây không phải lầu. Cửa sổ. Trời ơi trời. Tưởng đâu cái lầu. Ui. Để mình đi lên lầu thử coi. Rồi. Trên này có nè, không ai lên đây tìm vậy. Rồi có ông nè. Giờ mình cần tìm một cái bàn chế tạo ha, để coi, để coi. Nãy ông trốn đi đâu? Lẹ lên, còn 30 giây thôi. Còn 30 giây, 2 người, 1 cái lọ với 1 cục gỗ. Ok. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi các bạn ơi. Yes. Trời ơi, còn 1 cái các bạn ơi, không thể tin được. Còn 1 cục. Cái ông gỗ kìa, ông trốn ở đâu mà không thể tin được. Cái ông gỗ đó, ông trốn ở đâu người ta. Ok, thì ngày hôm nay mình đã chơi một cái mini game cũng khá là hay các bạn. Thì nếu như bạn nào thích cái mini game này, đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như một lượt đăng ký. Và nếu như đạt được cỡ 3000 like thì mình sẽ làm cái tập tiếp theo của cái mini game này nha. Cái mini game này thì chơi khá là hay các bạn, kiểu trốn tìm ấy. Và các bạn khi mà chết thì bạn vẫn được chơi tiếp. Nói chung là chết thì bạn sẽ đổi phe và chơi lại. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bye bye.